Rồi, thì hôm nay mình chia sẻ cho một số chị em nha, là khi mà anh chị em mà đi mua, mấy cái chị em mà hay đi mua mấy cái ổ cắm ở ngoài chợ, nó bán khoảng chừng 20-30 ngàn một cái á, thì mấy chị em về hết sức lưu ý nha. Hôm nay mình đi xử lý cho cái nhà cái chị đó là chị mua cái ổ cắm này ở ngoài chợ nè, mặc dù là thông số nó ghi là khá là cao nha, nè 10 ampe nha, nhưng mà về chỉ cắm cái nồi cơm á, cắm nồi cơm thôi nha, mà nó cháy đứt luôn rồi, cháy luôn rồi, nó dính với cầm đời luôn. Anh em thấy cái dây của nó rất là nhỏ nha, rất là mỏng như nhỏ xíu rồi. Cháy luôn nè, thì anh chị em phải cẩn thận nha, không có là cháy nhà nha. May là có CB nó bảo vệ, không có CB bảo vệ là cháy nhà, nó cháy luôn còn đây này. Nó có hiện tượng là dính ở nhau hết rồi. Đó. Mà mấy chị em á, mua xong để xài như vậy luôn, cuộn lại như thế này luôn, mình cuộn như thế này nó chạy nó càng nóng hơn nha, tại vì mình cuộn như vậy á nó thành vòng khép kín nè, nó sẽ sinh ra từ trường nha. Anh chị em á, nếu mà xài á, nên duỗi thẳng cọng dây nha, đừng cuốn tròn như thế này nha, cuốn tròn như thế này mà cắm tải lớn là nó rất là nóng nha, dính với nhau luôn, bây giờ nó dính thành một bối luôn rồi. Thôi mình chia sẻ cho mấy chị em hết sức lưu ý nha, mấy bà mấy chị. Rồi, chào mọi người.